hoặc là chúng ta có thể di chuyển tay từ xa đến gần mắt của cảm biến. Chào mừng các bạn trở lại với video của điện tử DT. Và ở video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn lắp một bộ đèn trang trí và chúng ta có thể tắt mở đèn bằng một cái quạt tay mà không cần chạm. Ở đây thì mình sẽ sử dụng led neon có nhiều màu với ánh sáng nhẹ nhàng phù hợp để chúng ta trang trí. Hiện tại thì tất cả sản phẩm có trong video này đang được bán trên website điện tử dt.com. Các bạn có thể truy cập đường dẫn ở dưới phần mô tả video để xem chi tiết. Và trong video này thì mình sẽ sử dụng các linh kiện như sau. Đầu tiên là một công tắc cảm biến hồng ngoại dùng cho led 5V 12V, một adapter 12V, một sắc DC 5.5mm ra hai đầu domino để dễ dàng đấu nối hơn, và cuộn dây led neon 12V. Ở đây thì mình sẽ sử dụng led neon có nhiều màu. Ở đây thì mình đang ví dụ cho nên mình sẽ sử dụng 4 màu này cho các bạn xem. Hiện tại thì điện tử DT có rất nhiều dây led. Các bạn có thể tham khảo video được trước bằng cách đã truy cập đường dẫn ở dưới phần mô tả video để xem các màu led còn lại nha. Và do dây led sử dụng điện áp 12V cho nên ở đây mình đã sử dụng adapter 12V. Và ở mỗi dây led khác nhau thì dòng tải sẽ khác nhau. Ở đây thì các bạn nên sử dụng adapter có dòng tải cao hơn dòng tải của led một chút để adapter sẽ bền hơn. Và ở đây chúng ta sẽ sử dụng ngoại thiết để hàn hai dây dẫn ra. Và ở trên phía in thì mình sẽ hàn hai dây dẫn được ký hiệu là cộng trừ. Thì mình sẽ đấu với lại domino này. Và trên domino cũng có ký hiệu là cộng trừ. Chúng ta sẽ đấu tương ứng lên phía cộng trừ ở phía in của mạch công tắc cảm biến hồng ngoại này. Và đầu còn lại được ký hiệu là Âu cộng và Âu trừ, là hai cực âm dương ở phía đầu ra. Ở đây sẽ có nguồn khi mà mạch ở trạng thái on. Ở đây thì chúng ta sẽ đấu với lại dây led. Tương ứng với dây đỏ là chúng ta sẽ đấu với Âu cộng, và dây đen thì chúng ta sẽ đấu với Âu trừ. Ở đây thì các bạn có thể hàn trực tiếp dây vào bộ công tắc này luôn nha. Và như đây mình đã lắp xong. Và về còn lại thì mình sẽ cắm adapter vào. Và như vậy thì bằng cái quạt tay là chúng ta có thể tắt mở đèn led này. Và trên mạch cũng sẽ có một đèn led hiển thị trạng thái on off của bộ công tắc led hồng ngoại này. Và như vậy thì chúng ta sẽ bật tắt đèn bằng hai cách đơn giản. Cái thứ nhất là chúng ta có thể quạt ngang mắt của cảm biến. Hoặc là chúng ta có thể di chuyển tay từ xa đến gần mắt của cảm biến. Và khoảng cách nhận diện là từ 3 cho đến 8cm. Như ở đây mình thử thực tế là khoảng 5cm nha các bạn. Và còn tùy thuộc vào môi trường mà chúng ta đặt cảm biến có độ sáng nhiều hay ít nữa nha. Và đây là do là dây led neon cho nên rất là dẻo nha các bạn. Và chúng ta có thể dễ dàng uốn cong để tạo hoa văn, hoa tiết hoặc là chữ. Hoặc là trang trí uốn cong theo các mép tường rất là dễ dàng nha. Và phía bên trên của mạch công tắc cảm biến hồng ngoại sẽ có một đèn khi mạch ở trạng thái off, để chúng ta dễ dàng nhìn thấy vị trí của mạch công tắc này khi mà đèn tắt nha. Và video của điện tử DT đến đây là hết. Các bạn có bất cứ góp ý gì hãy để lại bình luận ở dưới phần mô tả video. Nhớ like và đăng ký kênh để nhận được thông báo khi mình đăng video mới. Cảm ơn các bạn.